Thưa quý vị và bà con, nhiều năm qua, cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi là hướng phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương trên cả nước. Thế nhưng, việc được giá trong khoảng thời gian dài khiến người dân ồ ạt mở rộng diện tích, dẫn đến tình trạng phát triển nóng hoặc trồng ngoài vùng quy hoạch. Hệ lụy từ vấn đề này đã khiến cung vượt cầu, giá xuống thấp, đầu ra không ổn định, dịch bệnh xuất hiện ở nhiều nơi. Bài toán đặt ra là làm sao có thể kiểm soát quy hoạch, nâng cao hiệu quả canh tác cũng như xây dựng thương hiệu phát triển bền vững cho cây ăn quả có múi. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng đi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với sự tham dự của một vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Mạnh, trưởng phòng cây công nghiệp và cây ăn quả, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Rất cảm ơn khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi một clip mà chúng tôi đã ghi nhận được. Hiện nay, diện tích trồng cây ăn quả có múi ở nước ta vào khoảng 235.215 ha, sản lượng đạt trên 1,35 triệu tấn, tập trung chủ yếu tại các vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Bắc, với hiệu quả kinh tế đạt từ 200 đến 800 triệu đồng một ha một năm. Trồng cây ăn quả có múi có giá trị gấp nhiều lần so với trồng lúa, đã và đang là nhóm cây trồng chủ lực trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của nhiều tỉnh, thành phố. Hiện nay, diện tích sản lượng cây ăn quả có múi của cả nước vẫn liên tục tăng cao. Trong đó, diện tích cây có múi ở các tỉnh miền Bắc trong 10 năm trở lại đây tăng theo cấp số nhân, đạt khoảng 121.000 ha, chiếm khoảng 47,5% diện tích cây có múi của cả nước. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cây ăn quả có múi chỉ đang chủ yếu ở dạng quả tươi tại thị trường nội địa, dẫn tới tiềm ẩn nỗi lo về thị trường tiêu thụ. Điển hình là năm nay, giá bưởi, giá cam giảm mạnh so với năm trước. Các giống cây có múi có nguồn gốc địa phương vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu. Không ít giống đã thoái hóa, nhiều hạt, tỷ lệ các giống mới chọn tạo, giống nhập nội chưa cao. Sự phát triển quá nóng của diện tích cây có múi trong khi chất lượng giống chưa được kiểm soát đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, gây ô nhiễm nguồn nước, đất. Bên cạnh đó, diện tích cây có múi ngày càng tăng mạnh, nhưng việc bảo quản, sơ chế, chế biến trái cây vẫn thô sơ, chưa có nhiều nhà máy chế biến sâu. Nếu như trước đây, việc quản lý giống cây ăn quả có múi còn nhiều bất cập, thì hiện nay được xem là yếu tố then chốt của các địa phương. Do vậy, cần phải thực hiện triệt để các giải pháp canh tác để việc phát triển cây ăn quả có múi không ngoài tầm kiểm soát. Thưa ông Nguyễn Quốc Mạnh ạ, qua những số liệu mà chúng ta vừa mới theo dõi thì đã phần nào vẽ nên bức tranh tổng quan của việc phát triển diện tích cây ăn quả trong thời gian vừa qua. Trong đó thì giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2018 thì được coi là cái giai đoạn tăng trưởng nóng với việc là diện tích mở rộng nhanh. Từ năm 2018 đến năm 2020 thì đây lại là giai đoạn có vẻ như là chững lại ở diện tích một số cây như là cây cam. Tuy nhiên bưởi thì vẫn có tình trạng là nhiều nơi mở rộng diện tích. Ông nghĩ sao về thực trạng này ạ? Hiện nay thì trên toàn quốc diện tích cây có múi của chúng ta hiện nay là 162.000 hecta. Với cái diện tích này thì nhóm cây có múi đứng hàng thứ nhất trong tất cả các nhóm cây ăn quả của Việt Nam. Và sản lượng cây ăn quả có múi nó khoảng độ 3,6 triệu tấn. Nó chiếm khoảng độ 28% tổng cái sản lượng quả toàn quốc. Và trong giai đoạn 2015 đến năm 2018 thì việc phát triển diện tích cam là tương đối nóng, khi mà cái diện tích cam tăng từ 55 đến 60.000 hecta năm 2015 cho đến 98.000 hecta năm 2018-2019. Tuy nhiên thì đối với cây bưởi thì mặc dù có cái tăng trưởng chậm hơn nhưng mà tăng trưởng rất là đều, và đến năm 2022 thì tổng diện tích bưởi của chúng ta đã vượt diện tích cam là 110.000 hecta. Và hiện tại thì việc phát triển cây có múi thì đã đảm bảo được cái nhu cầu tiêu thụ nội địa của Việt Nam và giảm cái phần nhập khẩu cái cây ăn quả có múi đối với thị trường trong nước hơn 100 triệu dân. Hiện nay thì xuất khẩu nhóm cây ăn quả có múi thì rất là khiêm tốn trong cái tổng cái khối lượng cũng như là giá trị xuất khẩu cây ăn quả của toàn quốc. Cho đến hết năm 2022 thì chúng ta xuất khẩu mới khoảng độ hơn 70 triệu đô la cho cây ăn quả có múi. Trong đó chủ yếu tập trung vào
cái nhóm là chanh trên 50 triệu đô và cây bưởi. Đặc biệt là cây bưởi trong năm 2023 thì có những cái bước phát triển rất là tốt. Ví dụ 9 tháng đầu năm thì cái giá trị xuất khẩu bưởi tăng trên 200% và đạt trên 80 triệu đô la. Tuy nhiên thì việc phát triển cây ăn quả có múi ở tất cả các tỉnh thành thì cũng không phải là một cái điều thuận lợi, bởi vì là đối với cây ăn quả có múi thì nó cũng chỉ phù hợp đối với một số vùng nhất định. Ở đây chúng ta có thể liệt kê đến ví dụ như là vùng Trung Du miền núi phía Bắc, thì chúng ta có Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, là những cái Bắc Giang, là những cái tỉnh mà có cái diện tích cây đi ăn quả có múi tương đối lớn và phù hợp với phát triển cây ăn quả có múi. Hoặc là đồng bằng sông Hồng thì có Hà Nội và Hưng Yên, các tỉnh Bắc Trung Bộ thì có Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Đông Nam Bộ thì có Đồng Nai và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về cơ bản phát triển cái giống cam sành tương đối tốt, như Vĩnh Long, Hậu Giang, bưởi thì ở Bến Tre. Vậy thì trong cái việc canh tác cây có múi hiện nay thì bà con đang gặp những cái khó khăn thách thức ra sao để mà có thể đem lại hiệu quả từ mô hình kinh tế này ạ? Cái thách thức lớn nhất là cái vấn đề sản xuất cây ăn quả có múi, trong đó có cam và bưởi, ở những cái vùng nó không thuận lợi, thì cái việc năng suất nó sẽ kém, chất lượng cây trái cây có múi cũng không được tốt. Do vậy là bà con nông dân thì có một thời gian dài là tập trung vào đầu tư thâm canh, sử dụng nhiều phân bón hóa học, dẫn đến vườn cây ăn quả có múi bị thoái hóa, mà chúng ta chưa chú ý đến cái việc bồi bổ cái sức khỏe cho đất, bởi vì đất là cái nguồn cung cấp dinh dưỡng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp kịp thời thì những cái vùng cây ăn quả có múi của chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều thách thức trong cái thời gian tới. Hiện nay thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật đối với trong sản xuất cây ăn quả nói chung và cây có múi nói riêng thì cũng đang được áp dụng rộng rãi. Đặc biệt là đối với việc thâm canh cây có múi thì rất là nhiều cái biện pháp kỹ thuật đã được ban hành và hướng dẫn đến bà con nông dân. Trong đó có cái vấn đề về bón phân, sử dụng phân bón, tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón vô cơ. Chúng ta sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nó an toàn hơn. Và ngoài ra những cái công nghệ về tưới, bởi vì sản xuất cây có múi thì đảm bảo cái lượng nước rất là lớn, và cái công nghệ tưới hiện nay là cây tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt cũng đang được từng bước đưa vào áp dụng, và cái đấy thì nó sẽ tiết kiệm được cái nguồn chi phí cho sản xuất là tương đối lớn và hiệu quả nó cũng rất là cao. Canh tác cây có múi nói riêng và sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay nói chung thì đang phải đối diện với rất là nhiều những thách thức, từ biến đổi khí hậu này, từ biến động của thị trường và thậm chí là cái sự dịch chuyển cả của nhu cầu của người tiêu dùng nữa. Chính bởi lẽ đó mà để một cái mô hình sản xuất nông nghiệp có thể đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho bà con nông dân thì chắc chắn là bà con không chỉ thay đổi tư duy này, thay đổi quy trình canh tác, và đặc biệt là cần cái sự phối hợp của rất là nhiều yếu tố liên quan trong chuỗi giá trị, đặc biệt là với vai trò định hướng của doanh nghiệp. Và để giúp cho quý vị và bà con có thể hiểu rõ hơn hiệu quả trong mối liên kết giữa doanh nghiệp và bà con nông dân thì ngay sau đây mời quý vị và bà con cùng theo dõi một phóng sự sau. Nhắc đến Phú Thọ, ai cũng nhớ đến giống bưởi quý đã được trồng giữ giống hàng trăm năm nay, đó là bưởi Đoan Hùng. Năm nào cũng vậy, từ chớm thu, bưởi Đoan Hùng đã bắt đầu chín và người dân ở đây bước vào mùa thu hái bưởi suốt từ mùa thu đến cuối năm. Những làng trồng nhiều bưởi nhất ở Đoan Hùng là Chi Đám, Bằng Luân, Khả Lĩnh, Phúc La, Quế Lâm. Đến nay, cả huyện đã có hàng nghìn hecta bưởi đem lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho bà con nơi đây. Với 2 hecta trồng bưởi, gia đình bà Vũ Thị Tráng ở xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã có thu nhập từ cây bưởi gần 300 triệu đồng mỗi năm. Trước kia, khi chưa biết đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giá trị vườn bưởi gia đình bà thấp hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng, từ năm 2020 cho đến nay, từ khi áp dụng các giải pháp mới trong canh tác như sử dụng phân lâm thao để bón lót, tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thảo mộc, sinh học, thì chất lượng và giá trị vườn bưởi của gia đình đã tăng lên khá nhiều. Tôi dùng phân lâm thao nhưng tôi dùng phân đơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì sử dụng phân đơn hoặc là phân tổng hợp trộn sẵn thì nó đều
có thành phần nó như nhau. Thế nhưng do với cái vườn bưởi của mình mà kinh nghiệm của mình trồng á, thì cái cây tốt hơn và cây xấu hơn hoặc là cây già và cây non thì cho mình điều chỉnh. Thì là mình giả dụ những cây tốt hơn thì mình cho nó bớt cái đạm đi chẳng hạn. Đó, thì là những cây xấu hơn thì mình tăng thêm cái đạm một chút. Đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái vườn cây của mình. Trong nhiều năm qua, bưởi Đoan Hùng đã cho năng suất chất lượng cao nhờ sự hỗ trợ đắc lực của công ty cổ phần Super Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao. Công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật trong trồng mới, thâm canh đã được chú trọng và mở rộng về quy mô, tăng về số lượng, chất lượng. Từ năm 2020 cho đến nay, các hội viên nông dân đã được nắm vững kỹ thuật sử dụng phân bón NPK Lâm Thao cho cây bưởi, mang lại hiệu quả cao và từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ, tạo điều kiện giúp bà con nông dân tiếp thu, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Sau đây là những khuyến cáo của chuyên gia về vấn đề này. Đối với lại nhu cầu dinh dưỡng của cây bưởi trong giai đoạn kinh doanh này, thì là một năm chúng ta phải bón làm 4 lần. Lần thứ nhất là sau khi thu hoạch xong, bà con cắt tỉa cành tán, những cành vượt, cành sâu bệnh và những cái cuống quả để cho đỡ thất thoát dinh dưỡng. Sau đó bà con dùng cái loại phân mà chứa cái dinh dưỡng lân cao, ví dụ như là NPK Lâm Thao 5-10-38, hoặc là chúng ta có thể sử dụng là NPK vi sinh 16-16-8 để bón cho cây bưởi ở giai đoạn này, gọi là giai đoạn phục hồi. Thì bà con sử dụng cái phân hữu cơ quáng vi sinh này 3-5-2 để bón cho giai đoạn mà phục hồi cây cũng rất là tốt. Giai đoạn thứ hai bà con bón đó là giai đoạn trước khi ra hoa. Thì bà con là bón cái loại phân, có thể là dùng loại phân mà NPK 13-13-13 vi sinh Lâm Thao để chúng ta bón cho giai đoạn này. Giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn khi cây nó đã ra quả non, thì chúng ta bón là giai đoạn nuôi quả, thì chúng ta có thể là dùng cái phân mà NPK là 16-8-16. Và giai đoạn thứ tư đó là bón trước khi thu hoạch khoảng 1,5 tháng. Bà con sử dụng cái loại phân bón mà có hàm lượng kali cao như là NPK 16-8-16 vi sinh Lâm Thao để bón cho cây bưởi. Đó là toàn bộ cái quy trình mà bà con bón cho cây bưởi giai đoạn kinh doanh. Hiện nay, việc nâng cao chất lượng là một trong những điều kiện quyết định để nông sản nước ta có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Để làm được điều này, chúng ta cần thay đổi thói quen tập quán canh tác cũ, ứng dụng các giải pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về dinh dưỡng, giống cây trồng để từ đó nâng cao giá trị sản xuất của bà con nông dân theo hướng giá trị gia tăng và bền vững. Chúng ta vừa mới theo dõi một câu chuyện về mối liên kết giữa doanh nghiệp và bà con nông dân. Trong đó thì doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn bà con nông dân những cái giải pháp khoa học kỹ thuật và đặc biệt là với cái chính sách chi trả chậm để giúp bà con nông dân có thể giảm áp lực về tài chính. Thì không biết là ông đánh giá như thế nào về mô hình này ạ? Và làm thế nào để chúng ta có thể thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp tham gia đồng hành ngay từ khâu sản xuất với bà con nông dân ạ? Hiện nay thì sản xuất nông nghiệp nói chung và cây ăn quả, cây có múi nói riêng thì cái việc liên kết gần như là một cái bắt buộc. Bởi vì là chúng ta biết rằng cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta thì là tương đối, diện tích là tương đối nhỏ, lẻ. Và để sản xuất hàng hóa quy mô lớn thì rõ ràng là bắt buộc là phải liên kết. Do vậy là qua cái phóng sự thì chúng ta thấy rằng là cái việc liên kết giữa doanh nghiệp, ở đây thì là doanh nghiệp mà cung ứng vật tư đầu vào. Và cái việc phối hợp đấy thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì cũng đã có những cái kết quả rất là rõ nét. Ngoài ra thì không chỉ có liên kết về mặt cung ứng vật tư, thì cái việc liên kết mà bao tiêu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin cho bà con nông dân để định hướng bà con nông dân sản xuất theo cái tín hiệu của thị trường cũng rất là quan trọng. Do vậy là việc liên kết thì để đảm bảo hiệu quả thì cái mối liên kết đó nó phải có sự, mình gọi là có hai bên cùng thắng. Doanh nghiệp cũng thắng và người dân cũng thắng. Thì lúc đó thì cái mối liên kết đó nó mới bền vững. Để các mô hình trồng cây ăn quả có múi và đặc biệt hơn là ở những vùng nguyên liệu trồng cây ăn quả có múi không chỉ là chinh phục được thị trường trong nước mà xa hơn là sẽ hướng tới việc xuất khẩu. Để cây ăn quả có múi thì cũng sẽ là một trong những cây trồng chủ lực góp phần giúp cho thương hiệu nông sản của Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, thì chúng ta sẽ cần những định hướng như thế nào ạ?
Thực ra thì hiện nay thì nhóm cây ăn quả có múi của chúng ta thì đa phần các giống vẫn là những cái giống có từ lâu đời. Và những cái giống mới thì vẫn chưa nhiều. Do vậy cũng phải thẳng thắn thừa nhận là cái chất lượng các cây ăn quả có múi của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường thế giới. Thế thì để mà tiếp tục phát triển cái nhóm cây ăn quả có múi rất là tiềm năng này, thì trước hết là khâu giống. Chúng ta phải mạnh dạn đầu tư vào khâu nghiên cứu chọn tạo giống, nhập nội những cái giống cam, giống bưởi mới vào khảo nghiệm và phát triển tại Việt Nam. Bởi vì những cái giống cam phù hợp với điều kiện Việt Nam mà có chất lượng cao và được thị trường quốc tế chấp nhận thì chúng ta mới có khả năng chinh phục được cái thị trường quốc tế. Ngoài ra thì việc đảm bảo đối với sản xuất để mà xuất khẩu được thì đảm bảo cái tiêu chuẩn về chất lượng, về an toàn thực phẩm cũng phải được quan tâm. Khi mà chúng ta xuất khẩu thì các nhà nhập khẩu luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có truy xuất nguồn gốc, phải có những cái tiêu chuẩn nhập khẩu rất là rõ ràng, ví dụ như là Global Gap hoặc là cao hơn nữa là tiêu chuẩn hữu cơ, vân vân. Thì tất cả những cái đấy là chúng ta phải triển khai thực hiện theo cái yêu cầu của nhà nhập khẩu. Những cái thông tin về những lô bưởi đầu tiên của các tỉnh mà đã có thể chạm ngõ được với những cái thị trường khó tính như là Mỹ hay là châu Âu thì cũng là những cái tín hiệu rất là đáng mừng, đúng không ạ? Cái điều này thì thể hiện cái sự nỗ lực của bà con nông dân cũng như là cái sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn và các đơn vị doanh nghiệp để làm sao chúng ta xây dựng được những chuỗi giá trị để giúp cho cây ăn quả có múi thì không chỉ là xây dựng được thương hiệu ở trong nước mà còn có thể phát huy được hết tiềm năng và đem lại giá trị cao khi mà chúng ta ra với thị trường quốc tế. Một lần nữa rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là quý báu và đầy thiết thực của chuyên gia dành cho các khán giả của chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với sự thay đổi tư duy từ người sản xuất, sự đồng hành vào cuộc của các cơ quan quản lý chuyên môn cũng như các đơn vị doanh nghiệp, thì các chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ cây có múi sẽ được thiết lập, từ đó nâng cao giá trị đời sống cho bà con nông dân và giúp cho nông sản Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu không chỉ ở thị trường trong nước và quốc tế.